Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 26. Đưa Triệu Thân Thị cùng đoàn người hầu của bà đi, hai mẹ con quý gia nhìn nhau. Dường như họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn rất buồn bã. Đây là lần đầu tiên quý anh anh gặp Triệu Thân thị. Trước đây, khi còn nhỏ, quý gia luôn coi triệu thân thị như một khách hàng quan trọng. Triệu gia cần tơ từ phường hoán hoa, triệu thân thị không nhiệt tình nhưng cũng không hề thiếu lịch sự. Quý gia không ngờ mối hôn sự này lại làm lộ ra một khía cảnh khác của triệu thân thị. Quý thị thở dài thật sâu, trong mắt đầy lo lắng. Nhẫn nhịn lúc này mới là thượng sách, nếu chúng ta giữ bình tĩnh, triệu phu nhân có thể sẽ không làm khó. Anh anh, con thực sự muốn lấy triệu nhị lang chứ? Có một bà mẹ chồng kiêu căng như vậy, con lấy chồng liệu có sống yên ổn được không? Hắn là hắn, triệu phu nhân là triệu phu nhân. Quý anh anh nói xong cũng rất bực bội. Chưa đính hôn mà đã tỏ ra như bà mẹ chồng rồi. Có phải họ muốn kết thân hay kết thù đây? Ai nói sau khi đấu gấm xong, triệu gia tới cầu hôn thì ta phải đồng ý. Triệu phu nhân không nghĩ rằng triệu gia có tiền thì chúng ta phải chấp nhận sao? Cầu hôn là cầu xin, quý thị cũng nghĩ như vậy. Trong lòng thầm thở dài, sao triệu nhị lang lại sinh ra trong triệu gia nhị lang của phường nhuộm chu gia cũng đến cầu hôn chu phu nhân cười rất hòa nhã nếu anh anh lấy chu nhị lang sẽ lập tức sống riêng và mở một phường nhuộm mới cho nhị lang quý thị nhẹ nhàng nói được nếu triệu gia tới cầu hôn mẹ sẽ từ chối mẹ thấy nhị lang của phường nhuộm chu gia cũng không tệ chu phu nhân đã nói khi con lấy về sẽ sống riêng con không cần lập quy củ trước mặt bà mẹ chồng cũng không ai bắt con phải tuân theo quy tắc của phụ nữ. Quý anh anh im lặng, gương mặt nàng như thoa một lớp phấn hoa đào, chân mày nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn vỉnh lên. Vừa khó xử vừa không cam lòng, nhìn thấy, quý thị cảm thấy lòng mình đau. Bà đã nuôi nấng con gái 16 năm, trái tim đã dành cho triệu nhị lang. Anh anh, con thật hiểu rõ triệu tu duyên sao, hắn có điểm gì tốt, mẹ sợ con nhìn không thấu con người hắn. Triệu thân thị chỉ là mẹ chồng, Triệu Tu Duyên sẽ là người con muốn sống cả đời. Nếu Triệu Tu Duyên cũng giống Triệu Thân thì quý thị không dám nghĩ đến kết quả đó. Trong phòng khách, hai mẹ con đang nói chuyện, Lý Ma Ma biết ý nên đi hầu hạ các tỷ nữ. Bà đứng canh gác ở cửa, ánh mặt trời chiếu từ cửa chính vào, làm cả phòng rực rỡ ánh vàng. Quý anh anh cắn môi, lấy hết dũng khí. Hắn tin tưởng con. Triệu Tu Duyên là người có ngoại hình tuấn tú, từ văn hữu lễ, tài hoa xuất chúng, là gia chủ tương lai của nhà giàu trước cầm quý thị nghĩ ra nhiều lý do, nhưng không ngờ lý do của quý anh anh lại là điều này. Mẹ, anh trai hơn con 2 tuổi, con nhớ lúc anh ấy 7 tuổi vào phường nhuộm, con đã 5 tuổi. Mẹ không cho con đi theo, con ngồi khóc ở cửa phường nhuộm. Sau đó, trương ca ca thương con, cho con gọt rũ liệu, con nhuộm được một cái khăn tay, còn trông chờ mẹ khen. Nhưng mẹ lại mắng anh trai và phạt lý mama, nói rằng bà không coi sóc con tốt, con biết quý gia có bí truyền truyền tử không truyền nữ con không hề mong muốn bí truyền đó con chỉ thích nhuộm đồ thích tạo ra các loại thuốc nhuộm khác nhau nhuộm ra đủ sắc màu mẹ không cho phép con cũng không dám nói mẹ biết sẽ phạt lần trước mẹ suýt nữa bán đứng tương nhi vì hành động đó ngay cả anh trai cũng không dám công khai khích lệ con học nhuộm kỹ chỉ có triệu nhị lang hắn luôn khen con có mắt thẩm mỹ biết phối màu hắn luôn khen con có tài năng hắn mê say trước cẩm con thích nhuộm kỹ khi ở bên nhau chúng con luôn có chuyện để nói mỗi lần trong nhà kiểm tra đánh giá hắn cần trước cẩm hắn cũng sẽ cùng con thảo luận vẽ phê duyệt phối màu tơ mỗi lần hắn đều tin tưởng con được ông nội hắn khen ngợi hắn rất vui con cũng vui đó là do con phối màu tơ con không cần chịu lão thái gia khen ngợi con chỉ thích cảm giác được người khác công nhận mẹ hắn tin tưởng con trước mặt hắn con không cần phải che giấu gì cả con thích nhuộm kỹ mà không cần phải giấu giếm hắn còn giúp con nghĩ ra các phương thuốc nhuộm con biết tính mình bướng bỉnh nhưng hắn luôn nhường nhịn con khi ở bên hắn con cảm thấy rất vui vẻ con gái coi triệu tu duyên là chi kỳ quý thị kinh ngạc có phải bà đã đẩy con gái mình đến bên cạnh triệu tu duyên không anh anh con có yêu hắn không ý mẹ là tình yêu giữa nam và nữ nếu có một người khác giống như triệu nhị lang khen ngợi và ủng hộ con học nhuộm kỹ, con có thích ở bên người đó không? Quý thị không biết làm sao để diễn đạt ý của mình. Bà thật sự lo lắng, lo lắng rằng Quý Anh Anh không hiểu được sự khác biệt giữa tình yêu nam nữ và tình bạn tri kỳ. Quý Anh Anh mặt đỏ bừng, một lúc lâu mới ngập ngừng nói. Con không muốn nói những chuyện đó với Chu Nhị Lang. Quý thị thở phào nhẹ nhõm, con gái thật lòng thích Triệu Tu Duyên, bà không thể không nhắc nhở Quý Anh Anh nếu một ngày nào đó triệu nhị lang thay đổi tính nết, không còn đối xử tốt với con thì sao? Quý anh anh bĩu môi, hừ hừ. Hắn dám à, con sẽ đánh chết hắn. Quý thị vỗ nhẹ vào lưng nàng, trách mắng. Triệu nhị lang nhường con, con lại lên mặt. Triệu nhị lang có thể sẽ là gia chủ tương lai của triệu gia. Đừng coi thường hắn, việc nhỏ hắn nhường con, việc lớn con cũng không làm khó hắn. Quý anh anh lầm bẩm bảo nàng từ bỏ triệu tu duyên vì triệu thân thị, Nàng không làm được. Nàng dứt khoát nói: "Mẹ, nếu không thì con sẽ hỏi hắn, Triệu phu nhân khó xử con, hắn có che chở con không? Nếu hắn không thể con sẽ nghĩ cách để Triệu phu nhân không làm khó con." Sau khi xác định tâm tư của con gái, Quý thị thầm thở dài, chuyển đề tài hỏi nàng hôm nay đã đi đâu? Cả ngày đi dạo bên ngoài, con đã đi những đâu? "A, à, con mua bánh đúc đậu, cơm tối thêm món này đi." Quý anh anh gọi Lăng Nhi đem bánh đúc đậu đưa vào bếp suy nghĩ một chút, rồi ghé sát tai mẹ thì thầm. Mẹ, con nghĩ ra một loại sợi tơ phối màu mới. Dệt ra có thể đẹp như gấm của triệu gia, nhưng hôm nay làm triệu phu nhân giận bỏ đi, con không biết con nên nói cho triệu gia biết không? Làm triệu thân thị giận bỏ đi, rồi lại nhanh chóng nói cho triệu gia biết về màu sắc mới. Thế nào cũng thấy quý gia không có tự trọng. Có đẹp thật không? Quý thị hỏi đầy hiếu kỳ. Quý anh anh mặt mũi rạng rỡ nếu như đánh giá công bằng, triệu gia chắc chắn có thể đoạt lại cẩm vương. Quý thị hít một hơi lạnh. Con không hiểu trước cẩm. Quý anh anh lắc đầu. Con không hiểu dệt, nhưng gấm là dệt từ sợi tơ. Sắc thái và hoa văn khác nhau có thể tạo ra gấm khác nhau. Con có thể nhuộm sợi tơ mới, thì chắc chắn có thể dệt ra gấm khác thường. Nhuộm sợi tơ mới sao? Con gái có thiên phú nhuộm tơ cao như vậy sao? Không ai dạy mà nàng cũng có thể nghĩ ra kỹ thuật nhuộm tơ mới quý thị không khỏi khiếp sợ. Mẹ hãy suy nghĩ kỹ, việc này đừng nói với ai, ngay cả anh trai con cũng đừng nói. Quý thị thực sự cần suy nghĩ kỹ càng. Nếu thực sự giúp triệu gia đoạt lại cầm vương, anh anh đến triệu gia sẽ có sức ảnh hưởng. Nhưng người khác sẽ không tin rằng quý anh anh tự mình nghĩ ra kỹ thuật nhuộm tơ. Họ sẽ nghĩ rằng vì phu quý mà quý gia truyền bí quyết cho con gái. Danh tiếng quý gia sẽ bị hủy hoại. Đại lang làm sao đặt chân được. Hắn sắp lấy vợ, Trương gia sẽ nghĩ thế nào? Chương 27. Triệu Thân thị về nhà, trước tiên bị chồng nghi vấn một hồi. Nàng bực bội trong lòng, miệng cũng chẳng nói được lời nào hữu ích. Cũng không hiểu được Nhị Lang vừa ý nàng điểm gì, tính tình nóng này như thế, cứ như thể nàng phải làm mẹ chồng của ta vậy. Nói cái gì bậy bà? Triệu Bầm tùm quát lớn, ánh mắt ngay lập tức nhìn ra ngoài, thấy trong nhà ngoài nhà chỉ có vài tâm phúc, giọng nói mới dịu lại chút. Hai nhà kết thân không phải kết thù, quý gia chỉ là tiểu hộ, sao lại dám vô lễ với ngươi?" Triệu thân thị lúc này mới nhận ra, mẹ chồng chính là mẹ ruột của chồng nàng. Nàng không ngu ngốc, địa vị chủ mẫu trong nhà một phần là nhờ chồng, phần còn lại là nhờ con trai. Chỉ khi dựa vào hai chân của mình, nàng mới có uy quyền và thể diện như vậy. Nàng đứng ra điều hành gia đình, nhưng không thể đắc tội với hai người trụ cột này. Nàng nháy mắt ra hiệu cho bà vú của mình khi thấy bà vú dẫn người ra ngoài và đóng cửa phòng lại, lúc này nàng mới buông lỏng eo, từ trên ghế trượt xuống quỳ, lấy khăn tay che mặt, khóc nhỏ. Thiếp không nên bất kính với mẹ chồng thật sự là tức giận đến hận. Mấy chục năm vợ chồng, triệu gia chủ mẫu, khi nói quỳ liền quỳ trước mặt mình, triệu bầm tùng cảm thấy hư vinh được thỏa mãn. Mẹ đã qua đời vài chục năm, tôn kính vẫn là tôn kính, nhưng không đến mức để hắn để vợ tùy tiện quỳ xin lỗi. Điều hắn lo lắng nhất là lần này lời nói của Triệu Thân thị không yên lặng đến tai các anh em. Ngươi là chủ mẫu trong nhà." Triệu Bầm Tùng đưa tay nâng Triệu Thân thị đứng dậy, chỉ nói một câu như vậy. Triệu Thân thị biết rõ chuyện về mẹ chồng, liền kể lại từ đầu đến cuối chuyến đi quý gia cho chồng nghe. Thiếp có ý tốt, nhưng bị mẹ con quý thị ép buộc đến mất mặt." Triệu Thân thị dùng khăn lau khóe mắt, tức giận nói. "Lão gia, thiếp muốn chúng ta không thể làm chủ cho Nhị lang." dù sao cưới một con dâu nghe lời cũng tốt nếu không phải coi quý nhị nương là tương lai con dâu thiếp làm sao dám dạy dỗ nàng chẳng lẽ quý thị không nghĩ được đến điểm này sao đáng ghét triệu bầm tùng cũng nhăn mặt lại hắn đồng ý với ý kiến của vợ nếu không nắm bắt được nhị lang dù sao hắn cũng là con trai của mình nhưng nếu không nắm bắt được con dâu tương lai hai vợ chồng già lại không có chỗ xen vào vấn đề là việc hôn sự này không phải do bọn họ quyết định con trai đã đến bẩm báo lão thái gia trước, cầu xin bọn họ đồng ý, chỉ là bề ngoài kính trọng bọn họ là cha mẹ ruột. Nghĩ tới đây, triệu bầm tung lại cảm thấy bất lực. Đợi đến sau khi đấu gấm hãy nói, hiện tại điều quan trọng nhất không phải là hôn sự của nhị lang, mà là lão thái gia định hắn là gia chủ kế nhiệm. Đợi sau khi tế từ đường tổ tông xong, rồi hãy nói. Triệu thân thì cũng hiểu điều đó, sau khi khóc lóc kể lể với chồng, lửa giận trong lòng nàng cuối cùng cũng giảm đi không ít. Sau vài ngày, quý thị sai người đưa thiếp mời, nói rõ ngày hôm sau sẽ đến thăm. Triệu thân thị cười lạnh, đem thiếp mời vỗ lên bàn, chế diễu. Bây giờ mới trở lại làm thân, nhớ tới hai nhà kết thân rồi sao? Quý gia cũng chẳng tốt hơn, triệu thân thị càng thêm xem thường quý anh anh. Nghĩ thầm phải nghĩ cách, cho quý thị thấy chút lợi hại. Nàng chỉ cần liếc mắt, cố ma ma liền hiểu ý. Mời quý phu nhân vào phòng khách uống trà. Mama đi thay siêm y rồi theo ta tiếp khách, ngươi là bà vú của ta, cách ăn mặc của ngươi cũng là thể diện của ta. Triệu thân thì tự mình cũng không quên sửa lại búi tóc cao, thay bộ xiêm y lộng lẫy tiếp khách, dặn dò cô Mama thêm một câu. Cô Mama lòng giả hiểu rõ, khi đi quý gia, phu nhân cố ý để mọi người ăn mặc lộng lẫy. Ngày đó, quý thì cũng thay xiêm y mới để gặp khách, mặc trên người một bộ đan hoa sen màu xanh cầm y, đeo bộ trang sức ngọc bích nạm vàng phu nhân bảo mình thay xiêm y, nàng lui xuống một lát rồi trở lại với bộ xiêm y màu đỏ mận triệu thị ban thường, trên búi tóc gắn thêm một cây kim châm. Chán buộc ngọc bích lộng lẫy, nhìn lại càng giống nhà giàu lão phu nhân. Triệu thân thị hài lòng nở nụ cười, nàng thong thả đuổi hết những bà từ hồi sự ra ngoài, suy nghĩ để quý thị lạnh trong phòng khách một thời gian không quá lâu. Lúc này mới dẫn theo nha đầu bà tử đi vào. Nàng bước vào phòng khách, thấy quý thị an tĩnh ngồi một mình, trên mặt không có chút nóng giận, không khỏi bội phục sự bình tĩnh của quý thị, càng thấy quý gia khó đối phó. Triệu thân thì âm thầm nhếch miệng, giả vờ tươi cười bước vào. Quý phu nhân, sáng nay việc nhà dồn dập, để ngài đợi lâu. Quý thị lòng giả hiểu rõ, nhưng lần này đến cũng đã có kế hoạch trước. Dù lo lắng thái độ của triệu thân thị, nhưng cũng muốn quý anh anh có chỗ đứng ở triệu gia, không hề bị khí thế của triệu thân thị áp đảo. Hai người chào hỏi nhau, phân môi chủ khách ngồi, triệu thân thị giả vừa hỏi. Quý phu nhân đến đây, có phải là về việc phường nhuộm hoán hoa thượng phẩm thục hồng tơ lần trước? Quý thị nghĩ thầm, đám tơ đó đã định 10 ngày kỳ, sớm đã giao tiếp xong với quản sự của triệu gia. Triệu thân thị sao có thể không biết, nàng nhẹ nhàng nói. Triệu phu nhân nhiều việc, có lẽ đã quên, phường nhuộm hoán hoa từ xưa đến nay luôn giữ chữ tín, đám tơ đó đã nhuộm xong, quản sự quý phủ đã điểm tề và đồng ý thu kho. Ngươi xem tính tình của ta này, triệu thân thị lấy ngón tay ấn vào huyệt thái dương cười xin lỗi phường nhuộm hoán hoa giao cho quý đại lang quản quý phu nhân đã nhiều năm không đến triệu gia nói chuyện làm ăn nhưng quý đại lang cuối năm cưới vợ không giúp được triệu thân thị quyết tâm dù quý thị chủ động xin lỗi nàng cũng muốn thể hiện sự uy nghiêm không làm cho quý gia biết sợ nàng không thể nguôi cơn giận trong lòng quý thị nhàn nhạt cười việc làm ăn từ năm trước ta đã giao cho đại lang hôm nay đến thăm triệu phu nhân, không phải vì phường nhuộm. a à, triệu thân thì tiến lại gần, ánh mắt nghi hoặc, lưng thẳng lên hai phần. Hôn sự này thật muốn định ra, thật sự là nghẹn khuất. Quý thị không quen với sự giả vờ của triệu thân thị. Nàng nhận từ tay Lý Ma Ma hầu hạ bên cạnh một cái cháp đặt lên bàn. Nhà ta nhị nương hôm đó vội vã về nhà, được triệu phu nhân tặng lễ, liền muốn làm chút đồ may vá để tỏ lòng biết ơn. Nói vậy, chẳng phải là để nói tốt cho quý anh anh trước mặt mình sao? Triệu thân thị giả cười. Chỉ là cây châm vàng, không coi là gì. Cố ma ma cười xen vào. Nhà ta phu nhân hào sảng rộng rãi, như lão nô thấp kém thế này, chỉ là nái phu nhân mà thôi, phu nhân luôn nhớ đến, một năm bốn mùa đều thưởng lão nô hai bộ cẩm y. Tắc gấm tắc vàng, so với cẩm y, tặng quý anh anh cây châm vàng thực sự không đáng giá gì. Quý thị khép hờ mắt, không muốn để triệu thị thấy sự tức giận trong mắt mình. Nàng là quả phụ, ngoài những dịp lễ lớn, trang phục đều lấy sự giản dị làm chính. Triệu thân thị gọi bà Vú đến để lộ sự khó coi của mình. Làm như anh anh đã trở thành nô tỳ được nàng ban thường. Quý thị trong khoảnh khắc kiên định quyết định của mình, anh anh yêu triệu nhị lang, nàng làm mẹ, cần đặt con gái ở vị trí xứng đáng trong triệu gia. Nàng chậm rãi nói, con gái nhỏ của ta chưa từng học qua in nhuộm, từ nhỏ đã luyện được một tay thêu tinh xảo. Sau khi Triệu phu nhân về, nàng mất 10 ngày công phu, ngày đêm gấp rút mới thêu được chiếc khăn gấm này. Nói xong nàng đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Vốn định mang theo con gái nhỏ đến để tạ lễ, nhưng vì nàng đã lớn, không tiện ra mặt, mong Triệu phu nhân thứ lỗi, lễ đã đưa đến, thiếp xin cáo từ." Triệu thân thị còn chưa kịp bày tỏ hết, quý thị đã đứng dậy cáo từ. Như nghẹn đủ sức mạnh muốn điên cuồng hét lên kết quả nghẹn quá đủ, lại ách lại trong cổ họng. Nàng sau khi bưng trà tiễn khách, liền lấy chén trà trong tay hung hăng quăng xuống đất, một hơi lúc này mới thông. Đưa chiếc khăn thì xong rồi. Tuổi lớn gì chứ, theo nàng biết, quý anh anh đâu phải loại tiểu thư thục nữ có thể nhã nhặn ngồi yên trong nhà. Dù sao cũng nên đến dập đầu, chịu nghe nàng của mắng một trận cũng không chịu. Điều này khiến triệu thân thị làm sao mà nguôi giận được. Phu nhân, quý phu nhân nói chuyện không rõ ràng, Lão nô nghĩ lời nói của nàng có ẩn ý, chiếc khăn gấm này hình như có điều gì đó. Cố ma ma trung thành, không phải là lão hồ đồ mới được Triệu Thân thị coi trọng. Nàng mang hộp tới, mở nắp đưa tới trước mặt Triệu Thân thị. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 28. Triệu Thân thị đang rất tức giận, vốn không muốn nhìn thấy gì cả. Khi hộp được mở nắp và đưa đến trước mặt, nàng chỉ liếc qua một cái, cảm giác như dòng máu nóng dâng lên đỉnh đầu tim đập loạn xạ. Nàng giận dữ đóng mạnh nắp hộp lại và nói. Gọi nhị lang ra khỏi tàng chân các, ta hỏi hắn. Hắn một lòng muốn cưới con gái nhà họ quý, có phải định bỏ mặc mẹ này không? Cố ma ma hoàng sợ, bà chỉ lo nhìn sắc mặt của triệu thân thị, không để ý đến chiếc khăn gấm trong hộp. Thấy triệu thân thị nổi giận, bà nhẹ nhàng an ủi. Nhị lang quân xưa nay rất hiếu thuận, phu nhân bất giận. Làm sao nàng có thể bất giận? triệu thân thị chỉ mượn cơn giận để che giấu cảm xúc kích động của mình. Nàng cầm hộp lên và lớn tiếng gọi. Đi mời lão ra trở lại. Triệu thân thị ôm hộp, tim đập thình thịch, nàng thấy rất rõ ràng, trên khăn gấm trong hộp thêu bức tranh hoa cúc. Năm nay triệu gia đã chọn bức tranh hoa cúc của nhị lang để dự thi đấu gấm, cả nhà chỉ có triệu lão thái gia, triệu bầm tùng và nàng biết. Tại sao nhà họ quy lại cố ý gửi bức tranh thêu hoa cúc của quý anh anh? Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thi đấu chẳng lẽ quý anh anh thực sự tìm ra cách phối màu mới nàng bước nhanh cố ma ma và các nhà đầu đều nghĩ rằng triệu thân thị bị nhà họ quý làm cho tức giận đến ngất xỉu không ai dám khuyên nữa chỉ biết lặng lẽ theo sau khi trở về nguyệt cầm đường triệu thân thị chưa kịp thở một hơi đã gấp gáp hỏi đã tìm thấy lão ra chưa cố ma ma thấy nàng có vẻ hoảng hốt không giống bị nhà họ quý làm cho tức giận nên cũng lo lắng theo phu nhân vừa mới dặn bảo người đi mời rồi trời ơi thôi được khi tìm thấy lão gia bảo hắn trực tiếp đến buông hạc đường triệu thân thị vội vàng ôm hộp đi ra cửa nhanh như cơn gió đến gặp triệu lão thái gia khi triệu bẩm tùng nhận được tin và đến buông hạc đường vào cửa thấy triệu lão thái gia và triệu thân thị ngồi trên đại đường vẻ mặt kỳ lạ hắn hành lễ với triệu lão thái gia rồi nhìn triệu thân thị nghĩ thầm rằng chuyện quan trọng như vậy tại sao không bàn trước với hắn mà đã tìm đến lão thái gia. Ngươi đến xem cái này. Trong buông hạt đường, không có một người hầu nào, triệu lão thái gia chỉ vào chiếc khăn gấm trải trên bàn, bảo con trai đến xem. Triệu thân thị đứng dậy đón chồng, tâm trạng vô cùng kích động. Nàng là phu nhân của gia đình, nếu năm nay có thể mang về giải thưởng cẩm vương cho triệu gia, thì đó là vinh quang lớn. Vì vậy, nàng không ngại làm quý gia tức giận. Triệu bầm tùng tiến lên cầm lấy chiếc khăn gấm, xem xét kỹ lưỡng. Một lát sau, hắn thở dài. Nếu có thể đan thành như thế này, triệu gia năm nay có hy vọng đoạt giải. Ha ha. Triệu lão thái gia không tìm được, vỗ đùi cười lớn. Sau khi cười xong, ông nghiêm mặt nói. Hai người các ngươi phải giữ kín chuyện này, ai dám tiết lộ dù chỉ một chút, đừng trách gia pháp vô tình. Vợ chồng triệu bầm tùng đồng lòng đáp ứng. Khi ra khỏi buông hạc đường, triệu thân thị hiểu rất rõ chồng mình, vội vàng giải thích. Ngày đấu gấm càng gần, thiếp cũng sốt ruột, ta hiểu mà. Trong lòng triệu bầm tùng chỉ nghĩ đến hai chữ cầm vương. Là gia chủ đã hơn 20 năm, mà không thể mang về cho triệu gia một giải cầm vương, đã lâu bị các huynh đệ khinh bỉ. Nghĩ đến năm nay có thể tự hào, hắn không hề trách vợ mình nóng lòng. Quý gia chúng ta sợ là không giữ được cô con dâu này. Khi trở về Nguyệt Cầm Đường, nghe xong triệu thân thì kể lại chuyện nhà họ quý đến thăm, triệu bẩm tùng không kìm lòng phát ra tiếng thở dài. Triệu thân thị ngẩn người, lúc trước nàng cũng vì đoạt được cầm vương mà bây giờ nghĩ lại thái độ của nhà họ quý, cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng nghiến răng nói. Trước tiên phải lo đại cục, định vị trí gia chủ cho nhị lang quan trọng hơn. Đợi nhị lang cưới nàng về nhà, ta sẽ là mẹ chồng của nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ có thời gian để chỉ quý anh anh từng chút một dù nàng có đanh đá thế nào ta vẫn là mẹ chồng của nàng sau khi dùng cơm trưa triệu tu duyên từ chỗ triệu lão thái ra trở ra vội vàng chạy về nguyệt cầm đường gặp song thân thời gian gấp gáp hắn chỉ kịp nói chuyện này cần nhi tử gặp quý nhị nương nhi tử phải đi ngay đến nhà họ quý nói xong liền xoay người đi ra cửa triệu thân thị đau lòng không kịp nói gì trong lòng thầm trách lại gấp gáp cũng không vội được lúc này ta đã nhiều ngày không thấy hắn có vợ rồi quên cả mẹ khủ khủ triệu bầm tùng hắng giọng trước cầm quan trọng hơn bốn chữ này khiến triệu thân thị không thể nói gì thêm triệu tu duyên bước vào cửa hàng phường ngủm quý anh anh đang thêu hoa động tác của nàng mềm mại đầy duyên dáng triệu tu duyên chưa bao giờ thấy quý anh anh thêu hoa một cách nhã nhặn lịch sự như vậy dường như nàng không còn là cô gái hoạt bát quý anh anh nữa mà trở thành một người khác xinh đẹp tuyệt trần hắn đừng im nhìn ngây người. Đến nhanh thật đấy. Quý anh anh không ngừng đầu, nói một cách nhàn nhạt. Sao có thể không nhanh được, với phương pháp chọn chỉ của quý anh anh, phải tốn rất nhiều thời gian để chọn tơ, nạp chỉ và đan lại. Hơn nữa, cầm họa muốn đan ba thước, ngày đêm không ngừng, mới có thể kịp đấu gấm vào mùng 9 tháng 10. Một giờ đều trở nên quý giá, triệu tu duyên lấy lại tinh thần, bỏ rèm xuống, gọi nàng. Vừa nghe tin là ta đã chạy đến đây ngay quý anh anh đặt kim thêu lên khung, ngẩng đầu. Chạy đến nhanh như vậy, chắc là mua sắn tơ rồi chứ. Hắn nghe thấy giọng điệu này có gì đó không ổn. Triệu Tu Duyên không có thời gian để suy nghĩ về thái độ của quý anh anh, cho rằng mấy ngày không gặp, nàng đang nhõng nhẽo. Hắn bước nhanh tới, lấy ra bức khăn gấm nàng thêu. Anh anh, giúp ta chọn tơ theo mẫu này. Hắn gầy đi trông thấy, trong mắt đầy tia máu. Có lẽ mấy ngày qua đều ở trong phòng đan bức gấm, không nghỉ ngơi tốt. Quý anh anh cảm thấy đau lòng, nàng nghĩ lại đến sự kiêu ngạo và hung hăng của triệu phu nhân, sẽ không dễ dàng buông tha triệu tu duyên. Triệu gia mở đan phường trăm năm, số lượng đan gấm cũng phải đến hàng vạn. Ngay cả sợi tơ cũng không chọn được sao, ngươi không phải đang đùa chứ. Triệu tu duyên bị nàng nói đến đỏ mặt, trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ. Hắn nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, lập tức cười tươi hướng về quý anh anh, cúi người hành đại lễ anh anh ta xin lỗi ngươi những ngày qua bận rộn đan bước gấm kia bỏ quên ngươi ngươi cứ nhớ kỹ khi đan xong bước gấm này ngươi muốn xử lý ta thế nào cũng được khi hắn cúi người quý anh anh như con thỏ nhảy tránh mặt đỏ lên nói người đắc tội với ta không phải là ngươi không cần ngươi giả bộ làm người tốt triệu tu duyên trong lòng giật mình biết rõ có người trong nhà đắc tội quý anh anh ai chứ mấy ngày qua hắn đều ở tàng chân các đan gấm không biết mẫu thân mình đã đến nhà họ quý và bày trò làm mẹ chồng tương lai. Hắn biết rõ quý anh anh ngay thẳng, nếu nàng nói rõ bị đắc tội, việc này không khó giải quyết. Hắn đứng thẳng người, theo tính cách của nàng nói. Ai đắc tội ngươi, ta sẽ bảo hắn đến xin lỗi ngươi. Ngươi chờ, ta sẽ về nhà điều tra. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quý anh anh định gọi hắn lại, nhưng nghĩ đến việc mẫu thân hôm nay đến thăm và bị triệu thân thị chế diễu, nàng ngậm miệng dù là đan đấu gấm hay kết thân, đều là triệu gia cần nhà họ quý. Mẫu thân nói đúng, việc gấp không phải là chuyện mua bán, nhà họ quý dù nhỏ nhưng không thể để triệu gia xem thường. Nàng không thấy, khi triệu tu duyên bước ra cửa, mặt hắn đã trầm xuống. Khi rời khỏi cửa hàng phường nhuộm hoán hoa, triệu tu duyên quay đầu lại nhìn. Trước kia quý anh anh hay nhõng nhẽo, dễ dụ cười. Hôm nay sao thế này? Hắn không ngờ quý anh anh không gọi mình lại. Thực sự nàng đang chờ hắn tìm ra người đắc tội và đến xin lỗi nàng. Trong lúc chần chừ, Triệu Tu Duyên nhớ ra đã quên lấy lại bức khăn gấm. Nếu quay lại lấy, không chừng Quý anh anh còn mắng hắn vài câu. Triệu Tu Duyên cắn răng, mang theo một bụng tức giận trở về nhà. Chương 29. Quý anh anh nghĩ ra cách phối hợp sở tơ hoàn toàn mới, đó là bí mật của Triệu gia. Triệu Tu Duyên đến Quý gia mà không mang theo hai người hầu. Sau khi về nhà, hắn gọi Triệu Bình và Triệu An đến, trầm mặt quát. Trong nhà có ai đã đi qua phường nhuộm hoán hoa? Lúc này Triệu Tu Duyên vẫn đang suy nghĩ liệu có phải quản sự chọn mua sợi tơ đã đắc tội quý ra hay không? Hắn vào tàng chân các trước, cố ý dặn dò hai người chú ý tình hình trong nhà. Triệu Bình từng bị hắn một cước đạp vào hoán hoa khê, dễ dàng thu phục. Hắn nghĩ thầm đây là cơ hội tốt để khôi phục lòng tin trước mặt lang quân, nên vội nói trước Triệu An. 10 ngày trước phu nhân đã đến quý gia. Sáng sớm hôm nay, quý phu nhân đến thăm phu nhân. Còn về những gì họ nói chuyện, tiểu nhân không biết. Triệu An không cam lòng bị bỏ lại, bổ sung. Quý phu nhân đi rồi không bao lâu, người của viện hạc đã đến tàng chân các truyền lời. Hắn là người canh giữ ở ngoài tàng chân các, bị Triệu Tu Duyên sai khiến. Khi Triệu Lão Thái gia gọi Triệu Tu Duyên đi viện hạc, Triệu An cũng ở bên cạnh. Dĩ nhiên là mẫu thân. Triệu Tu duyên lặng lẽ nói: "Hai người làm tốt lắm, tháng này lương sẽ tăng gấp đôi." Hai người hầu mừng rỡ, dập đầu tạ ơn. Không cần nghe mẫu thân giải thích, Triệu Tu duyên hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng đã vinh váo hung hăng đi quý gia thế nào và bắt bẻ quý anh anh ra sao. Những người khác cũng vậy thôi, Triệu thân thị là mẹ ruột hắn, là chủ mẫu của Triệu gia. Dù mẫu thân đúng hay sai, quý anh anh vẫn là ván bối gọi mẫu thân đến bồi tội với nàng là như đưa cả triệu gia đến dưới chân nàng để nàng trà đạp. Triệu tu duyên cảm thấy phiền não. Hắn thở dài, nếu đã biết là mẫu thân gây ra, tốt nhất mình đi quý gia nói tốt. Quý anh anh muốn đánh muốn chửi đều theo ý nàng, muốn má trái thì đưa má phải. Muốn mắng chửi ai, hắn sẽ bưng trà dâng nước. Không đúng, hôm nay hắn giả bộ rời đi, quý anh anh không gọi lại hắn. Trước mặt trời, hắn bày tư thế này, Quý anh anh đã sớm giận. Trêu trọng nguy sao, ta có nhỏ nhen như vậy sao? Để đảm bảo, phải mời mẫu thân đi một chuyến đến quý gia. Triệu tu duyên ngồi trong thư phòng một lúc, sau khi quyết tâm, mới nhìn đồng hồ cắt chỉ giờ thân hai khắc. Mẫu thân không thể nào gửi bái tiếp đến quý gia vào giờ cơm tối, như vậy sẽ khiến triệu gia trông quá gấp gáp. Tốt nhất là chậm trễ đến sáng mai, nói cách khác. Ít nhất chiều nay hắn có thể lấy được tơ mới từ quý anh anh phải trì hoãn suốt một ngày, Triệu Tu Duyên tức giận tát lên bàn thư, hắn đứng bật dậy, lạnh lùng nói với hai người hầu, rằng tối nay dùng cơm ở Nguyệt Cẩm Đường, rồi vội vàng đi. Theo thường lệ, Triệu Tu Duyên không cần quanh co, trực tiếp sắp xếp với mẫu thân. "Xin mẫu thân viết một tấm thiệp, để cố ma ma mang lễ phẩm bát sắc đến quý gia, nói rõ sáng mai người sẽ đến quý gia thăm hỏi." Triệu thân thị giận dữ, "Sao vậy, quý gia lại đắn đo không chịu sao?" đúng người ta không vội chỉ có ta là gấp thôi triệu tu duyên thầm mắng trong lòng giải thích nàng chưa nói là không chịu giúp nếu thật sự không chịu cũng sẽ không cố ý theo khăn gấm này đưa tới chỉ là mời mẫu thân đi một chuyến để quý gia bớt giận mà thôi nhị lang ta là mẹ ngươi ngươi bảo ta đi quý gia nhận lỗi sao ngươi là đứa con bất hiếu không hỏi vi nương một tiếng vì sao quý thị giận liền gọi mẹ mình đến nhận lỗi nếu quý gia bất giận chính mình sẽ bị khinh bỉ triệu thân thì trước mặt con trai không giữ nổi uy phong nhưng cũng không phải là kẻ ngu nghe rõ yêu cầu của con trai bà tức giận đến mức đấm ngực cần phải hỏi sao triệu tu duyên chi tiết rèn sắt không thành thép khinh thường nói có phải là ngươi cảm thấy quý gia nhỏ bé nên đi khoe khoang xiêm y phú quý của ngươi khuôn mặt giá trị của ngươi để mẹ con quý thị thấy triệu gia hào phú mà sinh lòng tự ti dễ dàng bị ngươi trà đạp bị con trai nói toạc ra triệu thân thì tức giận nói bà bà kia không nghĩ vậy sao chẳng lẽ còn muốn để con dâu cưới lên đầu mình còn chưa đính hôn sao ngươi lại bao che như vậy mẹ ngươi cũng biết triệu quý hai nhà còn chưa đính hôn mà triệu tu duyên tức giận gần chết vì sự ngu xuẩn của mẫu thân hai nhà còn chưa đính hôn ngươi làm gì mà bày trò bà bà ngươi để quý gia nghĩ sao chưa đính hôn ngươi đã bắt nạt hiện giờ quý ra chắc chắn sẽ không thể nhường ngươi triệu thân thì cũng kích động. Với môn hộ quý gia, có thể leo lên con trai trưởng của chúng ta, là họ trèo cao. Họ lại đắn đo đứng lên, dựa vào cái gì, chỉ vì hiện tại chúng ta muốn cầu cạnh quý gia. Triệu tu duyên ánh mắt lạnh lùng. Mẫu thân mặt mũi quan trọng, hay là cầm vương quan trọng. Nhị lang, ngươi cũng đừng trách mẹ ngươi, bà chỉ muốn gần gũi với quý phu nhân một chút, thấy quý nhị nương tính tình nhanh nhẹn. Nghĩ rằng nàng sẽ là con dâu của triệu gia, nên mới mở miệng gian dậy. Mẹ con quý thị không cảm kích, mẹ ngươi trong lòng cũng bức bối. Triệu bầm tùng nghe đến đây mới chen vào giảng hòa. Lão ra. Triệu thân thì cuối cùng tìm được người đồng cảm, khóc thương tâm. Là mẹ ngươi, hướng đến quý thị xin lỗi chỉ vì nếu không coi quý nhị nương là con dâu, mẹ cần gì phải mở miệng nhắc nhở nàng chú ý quy tắc đạo đức. Triệu tu duyên cười khổ, khó trách mẫu thân lại đắc tội quý anh anh, bắt quý anh anh làm thục nữ, không phải là đến tìm cớ sao tương lai khi cưới quý anh anh về nhà hai con cọp cái tranh giành địa bàn có đánh nhau nghĩ đến đây hắn cảm thấy thương mẫu thân giọng nói trở nên nhẹ nhàng mẹ không phải là bắt mẹ đến quý gia làm thấp quý phu nhân giữ mình chống đỡ nổi phường nhuộm hoán hoa nghĩ cũng biết đối mặt mũi hai chữ rất quan trọng mẹ không cần nói gì cả chỉ cần thái độ mềm mại nói chuyện gia đình uống chén trà rồi cáo từ mẹ đi chính là cho quý gia mặt mũi quý phu nhân chắc chắn sẽ tiếp đái mẹ chu đáo, vì quý nhị nương, nàng cũng không thể nào để mẹ khó xử. Thật sao, triệu thân thị bản thân mang thù, đo lòng người theo lòng mình, sợ đi quý ra bị quý thị nhục nhã. Lúc này bị triệu tu duyên vừa dụ vừa khuyên, dần dần dịu lại thái độ, không quên bày tỏ. Mẹ chỉ là vì ngươi, nhi tử cảm tạ mẹ thương cảm. Triệu tu duyên thuận thế cúi đầu trước triệu thân thị. Triệu thân thị thấy thuận tiện liền chấp nhận, cuối cùng lườm con trai một cái, gọi cố mama giao phó một phen, bảo nàng đi quý gia. Điều đáng buồn là, triệu tu duyên chỉ nói mẫu thân mình kiêu căng, nhưng lại không biết rằng còn có cố ma ở bên cạnh thêm giao. chương 30 Cố ma ma chứng kiến quý thị và mẹ con của nàng đứng ở cổng trong, cũng kinh hãi không kém. Chủ mẫu mang theo tiểu nương tử đến cổng trong để đón bà vú của triệu thân thị, quý gia chắc chắn muốn kết thân với triệu gia, mới làm ra việc không biết xấu hổ này. Cố ma ma cũng đỏ mặt thay cho quý gia. Dù vậy, cố ma ma chỉ khiếp sợ trong một lát. Dù sao triệu gia giàu có, đi theo chủ mẫu triệu thân thị, cố ma ma thường xuyên được khen ngợi. Dù thấy hành động của mẹ con quý thị trơ trẽn, trong lòng nàng cũng vui mừng cho triệu thân thị. Cuối cùng có thể suy nghĩ về tương lai nhị lang quân và tức phụ. Cố ma ma cười và hành lễ với quý thị. Quý phu nhân, lễ mộ thế này lão nô sợ hãi dù nói là sợ hãi nhưng vẻ mặt khoe khoang đắc ý và khinh nhiệt đã hiện rõ trên gương mặt già của nàng ai lại muốn lễ ngộ với một kẻ nô tỳ quý thị nghĩ muốn che mặt và khóc quay người đi không muốn tỏ ra mình không phóng khoáng không đi thì chẳng lẽ còn muốn đi cùng lão bà từ này vào chính đường dâm trà nói chuyện quý thị không thể chịu nổi người này nàng đứng sững ở đó trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải nhìn thấy cố ma ma mặc cầm y vui sướng quý anh anh cảm thấy đau lòng đây chính là hồi báo cho việc mình vất vả đan đấu gấm cho triệu ra sao nhìn thấy mẫu thân tức giận run rẩy nàng bước lên một bước chắn trước quý thị bóp cổ tay nâng tay áo ngón tay trắng như hành chỉ phía trước lão bà tử gian xảo nhà ngươi lại dám giả mạo triệu phu nhân cố ma ma ờ có ý gì ai giả mạo phu nhân người đâu trói lại những kẻ nô tài xảo quyệt này cho ta quý anh anh giận quát một tiếng đứng cạnh quý thị lý mama một cái lắc mình đã đến bên cố mama rút khăn nhét vào miệng nàng ngô 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 cố Ma ma kêu vài tiếng mới phản ứng đưa tay kéo khăn ra khỏi miệng trước mặt ánh sáng tối dần quý mama cao lớn vạm vỡ nhìn xuống nàng kéo tay nàng bắt chéo sau lưng quý mama ghen tị nhìn cố mama gầy guộc, thay quý thị mà sinh hận lại cảm thấy chua chát, đều là lão già, nhưng da rẻ của lão nương bóng loáng hơn nhiều, so với mặt ngươi thiếu vài chục nếp nhăn, cũng không đến nỗi mặc cầm y thế này. Nàng thô giọng nói lớn, Chói chặt lại cho ta. Quý gia vú già làm việc ở phường nhuộm, sức lực lớn hơn người thường. Cùng kêu lên đáp lời, trong nháy mắt đã trói vài tiểu nha đầu của triệu gia thành như thịt sơ cỏ tử. Quý ma ma nhấc cô ma ma, vứt nàng vào cố kiểu, phủi tay hỏi quý anh anh tiểu nương tử, đã xong rồi. Anh anh, ngươi đây là... Từ lúc quý anh anh hạ lệnh đến khi người làm trói người, chỉ trong phút chốc, quý thị đầu lưỡi thắt lại, không biết nên nói gì. Nương, chúng ta nghe nói triệu phu nhân đích thân đến, vì không thất lễ, nên đến cổng trong đón nàng. Ai ngờ bên trong kiệu lại là cố mama Chẳng lẽ triệu phu nhân cố ý để người bà tử này đến hạ thấp thể diện của quý gia? Giọng quý anh anh trong trèo, âm lượng không nhỏ trong số những nha đầu bị trói quỳ trên đất có một người nhanh trí kêu lên nương tử hiểu lầm rồi bọn nô tỳ được ma ma dẫn đến tặng lễ và bái thiếp không dám cố ý làm quý gia khó coi quý anh anh muốn nghe đúng những lời này cười lạnh nói a à, không phải là ý của triệu phu nhân vậy là do lão nô xảo quyệt này tự ý làm sao bị nhét vào cố kiểu cố ma ma nghe rõ ràng muốn phân biệt nhưng không thể mở miệng gấp đến mức ngô ngô kêu loạn một ngụm khí không thông, gấp đến hôn mê. Quý anh anh sai người gọi Quý Phú tới để đối chất. Quý Phú là người đàng hoàng, nghe thấy bên trong kiệu ngồi chính là Phu nhân, còn nhớ rõ ràng, chỉ một nha đầu nói. Người rõ ràng nói bên trong kiệu ngồi phu nhân. Nhà đầu kia lúc ấy một lòng nịnh nọt, nói đó là lão phu nhân. Lão phu nhân cũng là phu nhân mà. Quý ma ma vùng cánh tay thô trước mặt nàng, nhà đầu kia sợ hãi khóc lên, đẩy hết lên người cố ma Là, là cố ma ma thích nô tỳ gọi nàng là lão phu nhân. Bà vú của triệu thân thị, muốn làm lão phu nhân của triệu gia. Chật chật, đây là tự tìm đường chết. Quý anh anh vô cùng hài lòng. Đều là lỗi của lão nô xảo quyền này, không liên quan gì đến các ngươi. Lý ma chuẩn bị cơm tối và nước trà. Đợi các nàng viết cam kết, ký tên đồng ý rồi sẽ đưa các nàng trở về triệu gia. Lý ma ma ngầm hiểu, dẫn theo vú già cùng bốn người nha đầu đi. Tốt lắm, đã có lời khai, đợi triệu ra cho ý kiến rồi thả người. Quý anh anh xoay người nói với quý thị. Nương, ngươi đừng để mình tức giận mà sinh bệnh, việc này phải mời triệu phu nhân xử lý mới được. Quý thị cũng kịp phản ứng, lạnh giọng nói. Buồn cười, một người bà tử cũng dám giả mạo triệu phu nhân để làm khó ta. Quý ma ma, nâng cỗ kiệu theo ta đến triệu gia. Trong việc này, không cần gọi đại lang. Vì vậy Quý gia đi ra với một chiếc kiệu nhỏ và một chiếc xe la. Quý thị mang theo quý anh anh, áp giải Cố ma ma trực tiếp đến Triệu gia. Người nâng kiệu vẫn là kiệu phu của Triệu gia, không gặp Cố ma ma và đám người đi ra, mà thay vào đó là một đám vú già cao lớn thô kịch Nghe nói là trở về Triệu gia, họ thờ phào nhẹ nhõm, vội đầu nâng Cố kiệu rồi đi. Hai nhà chỉ cách nhau một con phố, nâng kiệu nhấc chân đã đến Triệu Tu Duyên dự định cùng cha mẹ dùng cơm tối ở Nguyệt Cầm Đường, thuận tiện chờ nghe cố ma ma hồi âm. Chỉ mới qua nửa canh giờ, đã nghe báo từ cổng trong rằng quý gia mẫu nữ đến bái phòng phu nhân. Quý Diệu Đình chưa tới, Triệu Tu Duyên nghĩ quý thị lấy cớ để đi lại, liền dặn dò Triệu thân thị vài câu. Nương, có việc gì cứ bảo người nói một tiếng. Triệu Bầm Tùng cũng dặn dò. Phu nhân, đấu gấm rất quan trọng, ngàn vạn lần phải dỗ dành quý thị và con gái ta phải cung kính hai mẹ con họ thế nào nữa triệu thân thị oán trách nói nàng cố ý thay cầm y chọn một bộ áo tơ màu trắng thuần khiết bỏ búi tóc cao buộc lại búi tóc thấp chỉ cắm hai cây kim châm và vài miếng kim điền mang theo vài nha đầu trong phòng đi đến phòng khách phòng khách của triệu ra là nơi triệu thân thị thường tiếp khách xử lý công việc trong phủ phòng rộng rãi sáng sủa với tám trụ cột trống bố trí kiểu mới với bàn ghế không có giường Quý thị ngồi trên ghế, quý anh anh đứng bên cạnh nàng. Quý mama dẫn theo tám tráng phụ xếp thành một hàng. So với lần trước quý thị chỉ mang theo lý ma, lần này khí thế mạnh mẽ hơn nhiều. Triệu thân thị nhíu mày, âm thầm cười trộm. Mọi người chủ động tới, còn bày uy phong gì nữa? Thôi, quý thị sĩ diện, mình không cùng nàng chọc giận. Ồ, sao lại mang cả cố kiệu vào? Triệu thân thị chú ý đến cố kiệu nhỏ ở giữa phòng khách nàng nhận ra đó là cô kiệu của triệu gia cảm thấy hơi buồn bực nàng đại nha đầu lặng lẽ nói vào tai quý phu nhân kiên trì muốn mang cỗ kiệu đến triệu thân thì ánh mắt sáng lên gần đến giờ cơm tối quý gia mẫu nữ vội vã tới cửa lại mang cô kiệu vào phòng khách bên trong kiệu chứa chiếc cầm tơ sao là để tránh tai mắt người nghĩ vậy triệu thân thì lại nhiệt tình nở nụ cười bước qua ngưỡng cửa hướng về quý thị trình trang hành lễ quý phu nhân vốn muốn ngày mai tới bái phòng ngài, không ngờ ngài lại đến ngay bây giờ. quý thị đứng dậy đáp lễ. quý dậy ngài, hai gia đình chúng ta đã làm láng giềng mấy thập niên. câu nói bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm nên thường xuyên qua lại. triệu thân thị nói lời khách sáo, ánh mắt dừng lại trên mặt quý anh anh. nghĩ rằng quý anh anh đến để giải thích về phối màu tơ, nàng nắm tay của nàng khen. vài ngày không gặp, nhị nương càng trổ má mặn mà đều nói con gái là chi kỷ của nương. Đáng tiếc ta không có con gái, thật muốn lưu nàng ở lại vài ngày để đi theo ta. Muốn nói cho nhị lang về việc phối màu gấm, lưu quý anh anh ở lại phủ là tiện nhất. Triệu thân thị thuận miệng nghĩ ra lý do để lưu quý anh anh ở lại. Chờ lát nữa ngươi sẽ hối hận, muốn dùng gậy gộc đuổi ta đi, quý anh anh cười cười, không nói tiếp. Triệu thân thị ngồi ở vị trí chủ vị, cười nói. Quý phu nhân, hôm đó ngài đến mà ta không có tiếp đãi ngài, trong lòng thấy băn khoăn. Vốn định ngày mai tới cửa xin lỗi, không ngờ ngài lại đến trước. Hôm đó tiếp đãi không chu toàn nên mới nghĩ tới cửa cáo lỗi. Ta không trách quý anh anh sai, triệu thân thị không nhịn được sự lòng giả hẹp hòi của mình, nên viết bái thiếp tìm lý do tới. Triệu phu nhân, việc này, để ta tự mình tới cửa nói rõ ràng mới tốt. Quý thị cười mà như không cười nói. Việc liên quan đến phối màu tơ gấm, cần phải nói rõ ràng. triệu thân thị gật đầu cười nói ngài nói đúng. lúc này cố mama trong kiệu vẫn còn choáng chưa tỉnh. quý thị nói tiếp triệu quý hai nhà đã làm láng giềng nhiều năm nghe người gác cổng nói triệu phu nhân đến đây thiếp mang nữ nhi đến cổng trong nghênh đón ai ngờ từ trong kiệu lại là cố mama triệu thân thị không kịp phản ứng vẫn giữ tâm tình tốt là ta dặn cố mama đi đưa bái thiếp a à, thì ra triệu phu nhân chỉ dặn cố ma đến đưa bái tiếp. Quý thị khoa trương vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Ta nghĩ sao, triệu phu nhân lần trước đề điểm tiểu nữ tưởng học tập nữ giới, nữ luận ngữ sẽ không làm việc thất lễ này. Đó chính là cố ma tự ý làm. Tự ý làm cái gì? Triệu thân thị làm chủ mẫu nhiều năm, vô ý thức sinh ra cảnh giác, nhìn quanh, không nhịn được hỏi. Cố ma đâu? Quý thị nâng tay, quý ma đến trước kiệu, vén màn kiệu lên, ngón tay hung hăng bóp nhân chung của cố ma ma cố ma ma đau đớn tỉnh dậy mở mắt thấy triệu thân thị ngay trước mắt nước mắt tràn mi ngô ngô khóc lên phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn